xúc của Linh Ngọc khi hôm nay khi mà mình được xem trọn vẹn cái bản đưa đến với khán giả của bộ phim Cù Lao Xác Sống là gì? Thật sự khi mà quay thì quay hết cả phần 1 và phần 2 luôn, nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ chiếu phần 1 thôi. Thì thật sự là cũng có nhiều cái mình bất ngờ, với chẳng hạn như là cái kết của bộ cái phần 1 này thì làm em cũng hơi bất ngờ, tại vì mình không nghĩ là kết ngay tại chỗ đó. Nhưng mà thật cũng hay, tại vì nó làm cho khán giả sẽ tò mò hơn phần 2 sẽ như thế nào nữa đây. Nên là em nghĩ là phần 1 sẽ có cái hay của phần 1 và phần 2 sẽ có cái hay của phần 2 ạ. Okay. Khi mà nhận lời tham gia cái dự án điện ảnh Zombie đầu tiên của Việt Nam, dạ, sắp đầu tiên của Việt Nam thì chắc chắn là em cũng có hơi có chút nào lo lắng về cái đầu tư này, cái kịch bản như là phần hóa trang làm sao mà cho nó tới. Bởi vì khán giả đã xem rất là nhiều phim của Hàn, của Mỹ rồi, đã có lo lắng gì đó. Cái phần cái khâu hóa trang về Zombie thì em không có ý kiến, bởi vì đó là thuộc chuyên môn của team makeup rồi, nên em không có ý kiến cái vấn đề đó. Em chỉ nghĩ là mình sẽ phải làm gì trong cái bối cảnh trong cái bộ phim này thôi, thì mình tốt thì mình tất cả mọi người sẽ cũng sẽ tốt thôi ạ. Ngoài cái phần hóa thân của em thì là trong các anh chị đồng nghiệp, các bạn diễn cùng với em, thì em ấn tượng với phần hóa thân của đồng nghiệp nào nhất? Dạ, thực sự là mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Mọi người sẽ có một trải nghiệm riêng khi mà mình xem phim. Thì đối với em, tất cả mọi người ai cũng đều tốt cả, mà không chỉ là dàn diễn viên mà ekip đạo diễn, ekip ánh sáng, thiết kế, nói chung là tất cả mọi người đều rất là hoàn hảo. Bởi vì lần đầu tiên em đi một bộ phim mà đi tỉnh xa như vậy, ở dưới cả tháng trời, mà mọi người thương nhau như một gia đình như vậy, và mọi người chia sẻ với nhau, gắn kết với nhau rất là nhiều. Vì em nghĩ đó là yếu tố để cho bộ phim này thành công. Một tháng trời quay đi quay dưới miền Tây. Dạ. Mà bộ phim này quay rất là cực nữa, thì em có một kỷ niệm mà em có cái tai nạn của sự cố nào mà đáng nhớ không? Tai nạn thì chắc không có đâu, tại vì mọi người cũng đã ekip sản xuất đã tính kỹ hết rồi. Kỷ niệm mà em nhớ chắc có thể là em đi quay bộ phim này là em có mang theo một cái nồi cơm thạch xanh. Có nghĩa là em nấu gạo lứt á, em ăn gạo lứt, thì khi mà em tối đi quay về thì em sẽ ngâm gạo lứt, đến sáng khi đi ra set quay thì em xách cái nồi cơm đó theo, em ra đoàn em nấu. Thì ngay lúc đầu em nghĩ là chắc cũng chỉ có một mình em ăn thôi, nhưng mà không ngờ từ anh đạo diễn, từ sản xuất, từ thư ký, từ các anh chị diễn viên là ai ai cũng có rất là thích ăn gạo lứt, nên là mọi người rất là hào hứng với cái việc mà em nấu gạo lứt như vậy. Có hôm á là quay ở ngoài đồng ngoài ruộng thì đâu có điện đâu, phải đi xin điện đúng không ạ, nên là em phải xin điện ké của anh xe ánh sáng. Thì chị ốc mới nói là trời ơi Lộc ơi, em làm gì mà cực thân quá vậy, ăn gạo lứt biết là tốt cho sức khỏe rồi mà em làm gì có rất là cực. Nhưng mà em thấy rất là vui, bởi vì là em không chỉ em được nấu rất là nhiều, tại vì chia cho mọi người, anh chị mọi người muỗng hai muỗng gì đó, nói là nồi cơm thạch xanh cho nó sang vậy thôi, chứ là nó là nồi cơm mini nấu ra chắc dừng được chén hai chén à, nên là mọi người chỉ có được muỗng hai muỗng thôi, nhưng mà mọi người rất là vui và mọi người rất là giống như là rất là thích. Tại vì em đi ra quay hỏi là hôm nay có nấu gạo lứt không đó, nên là em nghĩ là cái đó cũng là một kỷ niệm vui đối với em và cả đoàn. Em ăn gạo lứt xuống luôn, cái đó phải là bí quyết để giảm cân và để cho em có một cái dạ thật ra thì em ăn gạo lứt từ hồi mà dịch á. Dạ em ngày xưa thì em ăn gạo trắng, nhưng mà em nhịn đói, em không ăn tại vì em sợ mập. Nhưng mà sau này thì em tìm được cái chế độ ăn riêng của em á, thì em theo dạng là ăn thuần thực vật, em hạn chế đạm động vật, em thay bằng đạm thực vật, nên là em ăn gạo lứt và rau củ quả hạt này kia để em thay là bằng đạm thực vật. Thì em hiện tại thì em ốm là bởi vì em ăn chế độ đó, và cũng là do là em đang niềng răng nữa, nên là cái hàm của em được chỉnh lại và cái mặt của em nó gọn hơn hồi xưa. Dạ. Lúc nãy thì chị Kim Tuyến với lại anh Hoàng Đông là chia sẻ rằng là cái vai diễn của em, cái sự phát âm của em là ấn tượng nhất với hai anh chị đó. Dạ. Thì bản thân em khi mà xem là Cù Lao Xác Sống thì em thấy là cái diễn xuất của mình nó có nhìn nó có tiến bộ không? Dạ. Thật sự là em thấy là các anh chị đóng hay hơn em rất là nhiều. Em chỉ là một cái vai nhỏ thôi, nhưng mà cũng rất là cảm ơn anh Huỳnh Đông và chị Trung Tuyến đã dành cái sự ưu ái cho em. Em nghĩ rằng em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi vì trong phim thì như nếu mà ai đã xem rồi thì sẽ thấy là các diễn viên ai diễn cũng rất là hay nữa. Và em trong cái phần 1 này cũng rất là ít, em đã cố gắng những gì em có thể rồi, và rất là cảm ơn mọi người và hy vọng rằng mọi người có thể đến và xem được phần 1 bộ phim Cù Lao Xác Sống. Bởi vì ở trong bộ phim này, tất cả diễn viên, tất cả mọi người,
ai cũng là một cái tế bào quan trọng cho một bộ phim này, chắc chắn là không thể nào thiếu được. Và hy vọng rằng mọi người có thể xem và trải nghiệm, sẽ mang lại cho mình một cái cảm xúc riêng. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, câu cuối cùng nha. Nếu mà review bộ phim Cù Lao Xác Sống trong vòng 3 tuần thì em chọn 3 từ nào? Nếu mà để nói về bộ phim Cù Lao Xác Sống thì em sẽ nói thứ nhất là đáng xem, cuốn hút và ý nghĩa. Ok, xong rồi anh cảm ơn nha. Cảm ơn anh.